Chúng ta cùng nhau bước vào cái phần học về cấp số cộng. Phần thứ nhất, ta tìm hiểu lý thuyết về cấp số cộng. Một nhỏ, chúng ta sẽ đưa ra cái định nghĩa Thế nào là cấp số cộng? Các em quan sát này. bây giờ ta có một cái dãy số 2 này, rồi đến 5 này, số hạng tiếp theo là 8 này, số hạng tiếp theo là 11 này, rồi đến 14, rồi 17, rồi 20, rồi 23, vân vân. Em thử quan sát xem dãy các cái số hạng này có điều gì đặc biệt. Em dễ nhận thấy nhé. 5 ấy thì bằng 2 cộng thêm 3. 8 ấy thì bằng 5 cộng thêm 3. 11 ấy thì bằng 8 cộng thêm 3, tức là hai số liền nhau cứ cách nhau 3 đơn vị. Ta gọi dãy số này là U. Vậy phần tử thứ nhất ta gọi là U1. Số hạng thứ hai là U2, số hạng thứ ba là U3, số hạng thứ bốn là U4, rồi đến U5, vân vân. Như vậy là U2 thì bằng U1 cộng thêm 3, U3 thì bằng U2 cộng thêm 3, U4 thì bằng U3 cộng thêm 3, và U5 thì bằng U4 cộng thêm 3. Hay một cách tổng quát, ta viết nó thành U thứ n cộng 1 thì bằng cái số liền trước nó là U thứ n cộng thêm 3. Đó, đấy chính là cái điều đặc biệt ở cái dãy số này. Em quan sát cái dãy số thứ hai này. 8 này, phần tử thứ hai là 2 này, xin lỗi là 6 này, rồi đến 4 này, để 2 này, để 0 này, trừ 2 này, trừ 4 này, vân vân. Em thử nhìn xem dãy này có quy luật gì. Em nhận thấy nhé, cứ số sau thì kéo số trước 2 đơn vị. 6 thì bằng 8 trừ đi 2, 4 thì cũng bằng 6 trừ 2, 2 thì bằng 4 trừ đi 2 nhé. Ta gọi dãy thứ hai này là dãy V đi. Phần tử nhỏ nhất là V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, vân vân. V2 thì bằng V1 trừ đi 2, V3 thì bằng V2 trừ đi V đi 2, V4 thì bằng V3 trừ đi 2. Hay một cách tổng quát là cái V thứ n cộng 1 thì bằng V thứ n trừ đi 2. Hay em cũng có thể viết nó lại thành V thứ n mà cộng thêm với trừ 2. Đấy, thì những cái dãy số kiểu như thế này gọi là cấp số cộng. Vậy cấp số cộng là gì? Ta đưa ra cái định nghĩa này là dãy số. Dãy số này cũng có thể hữu hạn hoặc vô hạn các phần tử, tức là các phần tử này nó có thể là vô hạn hoặc là chỉ hữu hạn thôi nhé. Dãy số ta đóng vào quặc là hữu hạn hoặc vô hạn, tức là ở đây là số phần tử đấy, mà tính từ số hạng thứ hai thì sao nhỉ? Thì lấy số hạng bất kỳ. số hạng bất kỳ sẽ bằng số hạng ở liền phía trước đó, liền ngay phía trước đó, ta gọi nó là liền trước cộng thêm một cái lượng không đổi cộng một số không đổi. À, số không đổi này ta gọi là công sai và thường ký hiệu là chữ D nhé. Đây là cái định nghĩa về cấp số cộng. Thứ nhất này, cấp số cộng là dãy số nó có thể hữu hạn hoặc vô hạn các phần tử, mà nó có đặc điểm này tính từ số hạng thứ hai em ạ. Đấy, ví dụ như ở cái dãy U này này, phải tính từ số hạng thứ hai là U2 nhá. Thì U2 mới bằng U1 cộng thêm 3. Chứ còn số hạng thứ nhất U1 thì liền trước nó không có phần tử nào cả. Đấy. Thì tính từ số hạng thứ hai thì em lấy số hạng bất kỳ. Ví dụ
Ở đây em lấy U6 đi. U6 thì sẽ bằng liền trước nó phải là U5 cộng thêm 3. Đấy, hay đây là U7 này, U8 này, thì U8 cũng sẽ bằng số hạng liền trước nó là U7 cộng thêm 3 nhá. Thì cái cộng thêm với một cái số không đổi ở đây là 3. Vậy 3 này được gọi là công sai của cấp số cộng. Ví dụ trong trường hợp này, công sai của cấp số cộng là 3 nhá. Hay như trường hợp thứ hai này, với dãy V này, lấy một cái số hạng bất kỳ này, V4 này, thì sẽ phải bằng V3 này, cộng thêm với cái lượng không đổi là trừ 2 này. V6 này bằng V5 này, cộng thêm với một cái lượng không đổi là trừ 2 này. Vậy trong trường hợp thứ hai này, với dãy V thì ta có cấp số cộng công sai là D bằng trừ 2. Đấy là cái định nghĩa thế nào là cấp số cộng. Bây giờ ta sẽ tiếp đến cái tính chất của cấp số cộng. Hai nhỏ là tính chất của cấp số cộng. À, thầy chót xóa mất rồi, bây giờ thầy viết lại cái dãy U nhé. Phần tử thứ nhất là 2 này, phần tử thứ hai là 5 này, thứ ba là 8 này, rồi đến 11 này, 14 này, 17 này, vân vân. Em quan sát nhé. Đến 8 cộng với 2 chia 2 thì sẽ ra 5. Đến 5 cộng với 11 mà chia cho 2 nó vừa chọn ra 8. Đến 17 cộng với 11 mà chia cho 2 nó ra 4. Đó. Đấy. Như vậy ấy, thì chúng ta sẽ có là phần tử thứ n cộng với phần tử thứ n cộng 2 mà chia cho 2 thì ra phần tử thứ n cộng 1. Tức là u thứ n cộng với u thứ n cộng 2 mà đem chia cho 2 thì đúng bằng u thứ n cộng 1. Đấy. Đây là cái đặc điểm của cấp số cộng. Vấn đề thứ 3 đấy là công thức tính phần tử thứ n. Công thức tính số hạng hay là phần tử cũng vậy, thứ n. Tức là ta thiết lập công thức tính un, hay còn được gọi là công thức tổng quát của cấp số cộng. Em chú ý này, cấp số cộng là một cái dãy số và tính từ số thứ hai thì lấy một số bất kỳ sẽ luôn bằng số liền trước với nó cộng thêm với một số không đổi là d. Như vậy ta sẽ có này, u thứ n cộng 1 thì sẽ bằng u thứ n cộng thêm d, có nghĩa là u thứ hai thì sẽ bằng u thứ 1 cộng thêm d, còn u thứ ba thì sẽ bằng gì, u thứ hai cộng thêm d. Hay ta viết lại thành u thứ 2 bạn thì lại bằng u1 cộng d. Hóa ra u3 sẽ thành u1 cộng với 2d. Còn u4 thì bằng gì? Liền trước nó sẽ là u3 cộng thêm d. Vậy ta lại thế tiếp này, u3 ta thế nó bằng u1 cộng với 2d. Vậy ta có u4 sẽ bằng gì? U1 cộng 2d cộng thêm d, tức là u1 cộng 3d. Đó. Còn u thứ 5 sẽ bằng gì? Bằng u4 cộng thêm d. Mà u4 thì lại bằng u1 cộng 3d. Vậy thì u5 sẽ bằng u1 cộng 3d rồi cộng d nữa, tức là bằng u1 cộng với 4d. À, tương tự như vậy em sẽ được gì? U6 thì sẽ bằng u1 cộng với 5d, vân vân. Và cuối cùng em sẽ rút ra được cái quy luật là u thứ n sẽ bằng gì? U thứ 1 cộng với n trừ 1 nhân với đây, đây chính là công thức tính số hạng thứ un của cấp số cộng. Ta có này, u thứ n thì bằng u1 cộng với n trừ 1 nhân d. Tất nhiên ở đây điều kiện là n thuộc số tự nhiên, n sao. Công thức này còn được gọi là công thức tổng quát của cấp số cộng nhé. Đấy là công thức tính số hạng thứ n. Có một cái vấn đề cũng rất quan trọng nữa đối với cấp số cộng. Vấn đề số 4. Ta tìm hiểu về công thức tính tổng
của n số hạng đầu tiên. Tức là ta cần tính cái tổng này Sn bằng U1 cộng U2 cộng U3 cộng chấm 3 chấm cộng cho đến một cái UN nào đấy. Như vậy em sẽ có này. Ở đây thầy cũng giải thích thêm Sn là gì? Là tổng của n số hạng đầu tiên nhé. Chữ S đấy là xuất phát của từ tiếng Anh là sum, nghĩa là tổng nhé. Bây giờ ta thiết lập cái công thức tính tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng. Vì sao vậy? Em biết là nếu như n là một cái con số tương đối lớn mà ta tính thủ công ấy thì công việc này mất rất nhiều thời gian. Thế ta đi tìm cách xây dựng công thức để có thể tính tổng n số hạng đầu tiên của cộng số cộng một cách nhanh gọn hơn. Em có này, U1 ấy thì bằng U1, nhưng U2 ấy thì là bằng gì? U1 cộng 2D, xin lỗi, cộng với D. U3 thì bằng gì? Lúc nãy ta đã thiết lập được, nó bằng U1 cộng 2, 2D. U4 thì bằng gì? U1 cộng với 3D, vân vân. Cho đến U thứ N thì bằng U thứ, xin lỗi, U1 cộng với N trừ 1 nhân với D. Vậy ta cộng vế theo vế của N cái phương trình này thì ở vế trái sẽ là tổng từ U1 cho đến U thứ N mà ta đã gọi nó là Sn. Thì bằng gì nhỉ? Tổng các số hạng bên phải đây sẽ có n cái U1 cộng với 1D cộng 2D cộng 3D vân vân, cộng 4D cộng 5D vân vân, cho đến cộng với n trừ 1 nhân D. Đó. Cộng với D, cộng với 2D, cộng với chấm 3 chấm cộng cho đến n trừ 1 nhân D. Đó. Thế thì bây giờ thầy viết lại này. Hết chỗ thì viết ra lên đây nhé. Sn lúc này sẽ bằng gì? N nhân U1. Còn cái tổng D cộng 2D cộng chấm 3 chấm cho đến N trừ 1 nhân D ấy, ta đặt D ra ngoài. Bên trong sẽ còn 1 cộng 2 cộng chấm 3 chấm cộng cho đến N trừ 1. Nhưng em cũng nhớ cho thầy điều này. Ở trong cái bài học về chứng minh bằng phương pháp quy nạp, ta đã chứng minh được rằng là tổng của n số tự nhiên đầu tiên liên tiếp đó, 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng với chấm 3 chấm cộng cho đến n thì bằng n nhân với n cộng 1 trên 2. Như vậy có nghĩa là tổng của n trừ 1 số tự nhiên đầu tiên, tức là 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 3 chấm cộng cho đến n trừ 1 sẽ bằng gì? Xét về vai trò thì lúc này n trừ 1 đóng vai như là n ở đây. À, nếu trên đây là n nhân n cộng 1 thì dưới sẽ là n trừ 1 nhân với n cộng 1 ở trên đây sẽ là n trừ đi 1 mà cộng với 1 tức là n chia cho 2. Vậy thì Sn lúc này sẽ được viết gọn lại thành gì? N U1 cộng với này D mà nhân với tổng từ 1 trên n trừ 1 số tự nhiên đầu tiên sẽ thành n trừ 1 tất cả nhân với n chia cho d. Xin lỗi, chia cho hạng. Nhá. Vậy ta được cái công thức này. Tổng của n số tự nhiên đầu tiên sẽ được viết thành n u1 cộng với n nhân với n trừ 1 nhân d chia 2. Cái công thức này có ý nghĩa gì? Nếu như ta đã biết công sai của cấp số cộng, tức là biết D. Đó, biết N, tức là biết số cái số hạng đấy. Và biết số hạng đầu tiên là U1. Thì thay vào đây, em sẽ tính được tổng của N số hạng đầu tiên của cấp số cộng một cách rất nhanh gọn. Nhá, đấy là ý nghĩa của cái công thức này. Xong cái công thức tính tổng của n số hạng đầu tiên này cũng có thể được viết ở cái hình thức khác như sau này. Chúng ta có Sn bằng n u1
cộng với n nhân với n trừ 1 nhân d chia cho 2 này. Bây giờ ta quy đồng mẫu số là 2 đi thì sẽ được thành gì? 2 n u 1. Đó. Cộng với gì? Cộng với ở đây ta có thể đặt nhân tử chung là n em ạ. N ở ngoài trước. Đến bên trong sẽ còn 2 u 1. Cộng với n trừ 1 nhân d. Đây ta sửa nó thành cái mẫu vuông. Tất cả chia cho a nhá. Đây là u 1 này. Cái bằng gì? N nhân với này. 2 u 1 em có thể tách thành u 1 cộng với u 1 cộng n trừ 1 nhân d. Tất cả chia cho 2. Hay em nhận thấy này, u 1 cộng với n trừ 1 nhân d thì về bản chất chính là u thứ n. Như ta vừa mới thiết lập được trên đây, u n thì bằng u 1 cộng n trừ 1 nhân d. Vậy Sn còn được viết lại thành n nhân với u 1 cộng với un tất cả chia cho 2 nhé. Tóm lại, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng sẽ được biểu diễn thành Sn bằng này. Cách viết thứ nhất này, n u 1 cộng với n nhân với n trừ 1 nhân d trên 2. Và nó cũng có thể viết được ở dạng khác là bằng n nhân với u 1 cộng với un tất cả, đây là thứ n nhé, tất cả chia cho 2. Đây là công thức tính. Đấy, cuối cùng mà ta cần phải nhớ đây. Vậy tóm lại là qua cái tiết học này, các em nhớ sẽ thấy cái định nghĩa thế nào là cấp số cộng. Em nhớ sẽ thấy cái tính chất của cấp số cộng. Và nhớ cho thầy cái thứ ba là công thức tính tổng, xin lỗi, công thức tính số hạng thứ n, hay còn gọi là công thức tổng quát của cấp số cộng nhé. Tính chất này, công thức tính số hạng thứ n hay công thức tổng quát của nó này, và công thức tính tổng của n phần tử đầu tiên của cấp số cộng. Đây là những nét cơ bản nhất về cấp số cộng nhé. Và các em cần phải tham khảo thêm các video khác của thầy. Ở đó thầy sẽ hướng dẫn các em những cái dạng bài tập liên quan đến cấp số cộng nhé. Còn rất nhiều điều nữa để mà nói về cấp số cộng này. Thế thì các em có thể theo dõi video của thầy bằng cách nào? Phần thầy vừa trình bày web ở đây, như thầy vừa nói, nó là những cái nội dung rất cơ bản. Còn để theo dõi đầy đủ video của thầy thì em hãy vào cái website có cái địa chỉ là nguyenvantayschool.blogspot.com. Nếu cái đường link này có vấn đề gì thì em có thể vào cái đường link dự phòng, nó là nguyenvantay.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những cái video sau.